than bi bậc thượng nhân pháp hương còn đâu. Vầng dương vụt tắt trên đầu, trời cao sụp đổ, địa cầu chuyển rung. Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn, Đức Thế Tôn căn dặn ít lời, tự sinh định luật cõi đời, có khi vui khổ, có thời hợp tan. Pháp và luật khuôn vàng chân quý, chính là thầy tu học từ nay. Nghĩa văn giảng dạy phân minh, tư vấn giải thoát đoạn dây kiếp thẳng. Trong tăng chúng ai cần khuyên giáo, có điểm nào lẽ đạo chưa thông, ta chi nghi ngại vân vân, nên đem ra hỏi Thế Tôn chỉ bay. Đã đến giờ Như Lai diệt độ, mong các thầy suốt thông huệ tu. Cất giọng chúng tăng im lặng tựa như tham thiền. Vào phút cuối ngài khuyên đệ tử phải liễu chi đại sự từ sanh, ngày đêm nằm nghiêng đầu hướng bắc phương, uy nghi tư thế sư vương liên thiền xuất nhập Thế Tôn niết bàn.